Từ từ từ, mày bình tĩnh nào, cái gì? Sao đấy? Vừa nãy sao? Em nằm mơ. Một bà lão, bà bảo khi đi bằng ngọc, khi đi mà cầm cầu. Gì đấy? Rồi gì đấy? Nước Toại.com, shop bán nick Liên Quân, Free Fire, Liên Minh, PUBG và các game online khác uy tín giá rẻ. Ngoài ra còn có thử vẫn may cực chất chỉ với 10.000 đồng. Bạn có cơ hội nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn chỉ có Nước Toại.com. Các bạn nhanh tay truy cập link shop mình để dưới phần mô tả nhé. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại cả clip tiếp theo mình nhé. Đấy thì như sự việc hôm qua mọi người biết là mình cả Tuyền có sang nhà Hoa. Không Tuyền chỉ có mình và tất cả anh em thôi. Thì sang là tự nhiên là xuất hiện là bóng ma cái lúc mà nó bên cửa sổ. Xong mình lúc mình chạy vào lại không thấy đâu. Nhưng sau lại thấy một con rắn và thấy một cái bóng lại chạy qua ngang cửa sổ phát nước. Thật sự hôm qua mình rất là sợ luôn. Thì hiện tại bây giờ là tất cả anh em mình ngủ rồi, thì Tuyền đang quay video. Thì mình muốn quay lại cảnh này cho tất cả anh em xem. Vì là bây giờ là anh em của bên mình, anh em của team mình ấy, là hiện tại vẫn là đang ở cái bên nhà hoang đấy. Thì mình bây giờ không, vì của mình là thật sự nói thẳng là mình không dám đi. Và mọi người nhìn mắt của mình ấy, là cũng đang đau mắt nữa, nên là mình cũng không muốn đi. Đứng vừa vào. Em vừa cười. Tao biết đâu, xem ai đi. Mày xem Diễm trong phòng. Dưới đây 4 năm mùa. Thế ai mở cửa? Gió. Có bố ngủ đi, bố ngủ thôi. Ngủ đi. Rồi xem ai. Có ai không? Gì có ai nhỉ? Quên cái then à? Cái then rồi. Gió. Chắc gió, kệ. Đấy ok mọi người ạ, thì... Này nó ngủ như chỗ chết này ạ. Đấy thì tất cả anh em nó đang bên kia rồi. Thì mình cũng... Mấy hôm nay thật sự mọi người là... Mấy hôm nay là không lúc nào mà mình nhận được cái... chưa nhận được một cái tung tích nào của Ngọc. Thì có mỗi một lần đấy là có cái thanh niên là ở Bắc Linh. Nào coi. Thôi biết đâu. Tao dùng những người ấy vậy. Rồi nó quay đi cửa mở luôn. Đúng rồi. Ê! Thằng nào chơi tao ấy? Thằng Diễm nó kêu gì? Gì đấy? Sao đấy? Đi. Từ từ, mày bình tĩnh nào, cái gì? Làm sao đấy? Vừa nãy sao? Em nằm mơ. Một bà lão, bà bảo khi đi bằng ngọc, khi đi mà cầm cầu, con bà ấy vụt luôn. Cái gì? Từ từ, bình tĩnh nói. Bây giờ bình tĩnh rồi, bình tĩnh nói. Mày mơ ngủ gì à? Em đang ngủ. Ai báo? Em không biết luôn. Em chỉ nhớ là có một bà lao ấy. Bà lao không? Ui giời, tay em run hết mà. Bà ấy bảo là cái gì mừng ngọc ở gầm cầu. Ui, nói xong bao. Bà nói gì đâu? Vụt phát đi luôn, ui em sợ quá. Em dậy em kêu luôn. Ôi tay. Rồi, không sao, nghe nó muốn mình bị tĩnh nghỉ. Vậy mà. Thôi em cầu à? Thôi. Hay cái chỗ lần trước với Ngọc sẽ thấy lại đi. Hay chỗ lần đầu tiên Ngọc bị băng theo rồi, còn cầu, còn cầu đúng không? Đúng. Ui. Thôi, rồi. Về, gọi anh Quyết lấy xe đi. Tao dưới những người tại. Còn cái... Thôi được, ok, nhưng mà bây giờ mình sẽ tắt cái máy đi, về mình ra gọi cứ đi đây xem.
lắm rồi đấy. Đấy, ok anh em ơi. Thế thì hiện tại anh em mình đang trên đường ra cái chỗ anh đi, ra cái chỗ mà trước Ngọc đã từng xảy ra một lần là bị vong nhập một người ạ. Thì đây là không phải vong nhập mà là vong theo. Là vong theo, đây là cái chỗ không phải là cái chỗ mà khu nhà hoang như mọi lần, mà theo lời Diễm kể lại, Diễm bảo là Diễm mơ một lần, có nghĩa là Diễm mơ một lần có người báo mộng, là bảo là Ngọc báo mộng, Ngọc đang ở vị trí này. Nhưng mà mình nghĩ là không tin, nghĩ là Diễm chỉ ám ảnh ban ngày thì nó mới thế thôi. Nhưng mà lần thứ hai lại mơ nó mà nó ra bảo mình, thì mình cũng muốn là ra xem thử xem có thật sự là đúng là mình có phải là Ngọc về đây, hay là có Ngọc hay có thông tin gì ở đây không. Thì mình cũng muốn là vì đây này đã là cái chỗ mà Ngọc đã bị từng một lần xảy ra vấn đề đấy rồi, nên là mình cũng thấy trong người là có chút linh cảm sống ở đây đấy. Thì hiện tại là Diễm ở đây, là mình có bảo Diễm đi cùng, nhưng mà Diễm bảo là Diễm sợ, Diễm không dám đi, vì một phần nữa là Diễm là đang mang thai, Diễm có con ấy, thì không muốn ra những cái chỗ mà như này. Ví dụ bây giờ Diễm mang thai, bây giờ rất kỵ những cái chỗ mà có vong linh hay gì nó ấy cả, vì là nó sẽ rất ảnh hưởng đến con cái đó. Thì bây giờ anh em mình đang trên đường ra cái đoạn đường rồi, thì hiện tại là không tên được rồi, mình xung quanh mọi người biết là trời xuống rất là tối rồi. Được. Sợ thì chắc sợ đi, chắc anh em mình đang rất là sợ rồi, nhưng mà chỗ nào em? Đấy, cứ trên là cầu, trên đường, cứ trên cầu đi. Mình không biết đường này ra là có gì không, thì có gì mình sẽ quay cho anh em xem. Chỉ mong sao có một cái thông tin gì về Ngọc thôi. Vì nói chung là cứ mỗi lần mà mình bắt gặp một cái gì của Ngọc, hay là thông tin gì của Ngọc, hay là những cái gì liên quan Ngọc, là mình trong người nó cảm giác đỡ lo lắng hơn hẳn. Chứ còn hơn là không có một tin tức gì về Ngọc, anh em cảm giác nó kiểu day dứt, khó chịu trong người, kiểu không biết phải làm gì và nên làm gì, chỉ biết ở nhà và lo lắng. Anh cứ đi nhanh đi, đi bằng này khuya rồi. Có đèn pin chứ? Có nhỉ? Không đèn à? À thường lấy đèn còn lắm. Đèn ô tô xoay không được. Đèn này phải được. Thì cái đoạn đường này thực sự mọi người là xung quanh luôn. Mọi người xem ban ngày mọi người thấy là rất nhiều mộ đúng không? Xe đi. Bên này vẫn có xe đi. Ô tô. Chứ tầm này chỉ có ô tô dám đi đường này chứ xe máy không đi. Ngày khuya rồi người ta đi ngủ hết rồi. Được đi ô tô chạy người ta đi đêm rồi. Còn giờ mà đi đường này mà thấy xe máy thì chỉ có nghiện hoặc là trộm cắp thì mới đi đường này tầm này. Đấy, con đường này cũng từng xảy ra cướp giật rồi mọi người. Xung quanh này mọi người xin xung quanh toàn hàng cây và mộ và các mộ. Và cái mộ, mấy cái mộ quanh đây này là trước đã từng có máy xúc, mấy cẩu là cẩu đi rồi, nhưng mà không thể nào cẩu được mấy mộ đi, vì cứ mỗi lần máy xúc đến là bữa đi là máy xúc tự nhiên là chết trên là hỏng trên máy. Nói chung ở đây xung quanh đây nhiều chỗ có tâm linh lắm mọi người. Nói thật sự là trước mình cũng không tin vào tâm linh không, nhưng từ khi xảy ra nhiều chuyện này bắt đầu là anh em phải tin vào tâm linh, không tin phải tin, bắt buộc phải tin. Cần biết là anh em đi ngay trên cầu nên tin. Thì vừa nãy là mình mới ra thì quyết để lấy gọi quyết dậy để lấy xe mọi người ạ, vì xe mình là để nhà anh Quyết mà. Thì vừa nãy là đêm hôm rồi nên cũng nạp tiền đến cả anh Quyết và anh Đinh của mình thì thôi. Vấn đề này mọi người tất cả các anh em cũng biết rồi, là bây giờ chỉ cần mình đã dặn tất cả anh em là đêm nào cũng phải là được, đúng rồi. Tức mình đã dặn tất cả anh em là đêm nào mà để chuông điện thoại, để có sự việc gì là đây cầu ấy. Là có gì là mình sẽ gọi của tất cả anh em. Thế nó ở chỗ này đấy. Đây đây này. Chân cầu, anh cứ ra chân cầu. Trước chỗ Ngọc nó xảy ra chuyện đấy. Thì nhiều bạn xem video là chắc biết chỗ này đúng không? Nhiều bạn xem. Chỗ có biết xuống. Nắm bước xuống. Đây là vị trí mà đây xung quanh, là vị trí mà đây, cái vị trí này là vị trí mà trước Ngọc đã từng tai nạn đây rất là nhiều mọi người. Ngọc tai nạn đây và đây là có rất nhiều cái, nói chung là cái tiếng mà về vong linh ấy đấy. Mình sẽ tìm xem có gì. Diễm nó bảo chỗ tai nạn nhưng mà vào đây làm gì? Tai nạn á? Chỗ tai nạn bên này cơ mà. Chị Diễm. Thank you.
gì đấy? Lời gì đấy? Lời gì? Nào. Nó này em nhìn quen không? Vẽ này nhìn quen không? Quen thì nói chung là tao không dám xác định, nhưng mà cái này bên mình bị ở bên máu này nhỉ? Đây như ở vết bàn tay ấy. Đây như ở vết mấy ngón tay đúng không? Xem còn gì không? Là cái vết đây đúng không? Thiêng linh thiêng kiểu em diễn là hay gặp người nó tín đó. Là nó hay mơ gặp người âm đúng không? Trước đó cũng mơ ông nội về, nhưng mà ấy nhắc nhở nó cái thứ đúng mà đi về về hỏi nó xem là nó vừa mơ thấy những nhà tao sẽ hỏi lại từ đầu cuối, rồi tao sẽ tìm người xong đi về đi.